Con trai của tôi có ở đây không cô? Dạ xin lỗi cô Kiếm Mai ạ. Không việc gì của cậu. Tôi không có nói chuyện với cậu, mà tôi đang nói chuyện với cô Hạnh. Thì để cổ trực tiếp trả lời đi chứ. Em vô pha cho chị bình trà nóng đi. Cô nấu ăn cũng ngon lắm. Dạ, con chỉ biết nấu những món ăn hàng ngày thôi. Con trai của tôi chắc là hay tới đây ăn cơm trưa lắm phải không? Dạ, cũng thỉnh thoảng. Tại ở đây có cơm trưa gian phòng. Năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Song thân của cô Hạnh còn đầy đủ không? Quê cô ở đâu vậy? Có khi tôi hỏi mà cô cũng không cần trả lời đâu. Vì có những câu hỏi thiếu tế nhị, mà cũng có câu trả lời tôi không có muốn nghe. Con mời cô uống nước. Để chị. Trời ơi. Chị. Trời ơi. Chị Hạnh, có sao không chị? Làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Chị có sao không? Bụng muốn tôi chết hả? Xin lỗi cô. Dạ con xin lỗi. Đưa tay con. Lát nữa con đừng có gọi gì hết nha. Để mình cô vô bất tử coi thằng Cương nó có ở đây không. Không cần đâu cô. Sáng nay Cương có cuộc họp với khách hàng bên quận 2 rồi. À vậy hả? Vậy thôi mình vô. Dạ khoan, chờ con một chút. Alo. Cái gì? Dọn đồ đi rồi hả? Sao vậy con? Có chuyện gì đột xuất hả? Dạ anh ba con gọi. Thôi con đi đi. Cô chờ đây cô uống nước rồi. Lát cô đi taxi cô về sau cũng được. Cô ngồi một mình như vậy cô có buồn không? Không sao đâu. Cô ngồi một mình được mà. Con về đi. Con đi công chuyện của con đi ha. Dạ vậy cô vô trong đi. Đi đi con. Dạ. Con mời cô. Dạ cô uống gì ạ? Hôm nay có cô chủ quán ở đây không cậu? Dạ thưa cô. Xin lỗi cô. Cô có phải là chủ quán ở đây không? Con trai của tôi có ở đây không cô? Dạ xin lỗi cô Kiếm Mai ạ. Không việc gì của cậu. Tôi không có nói chuyện với cậu, mà tôi đang nói chuyện với cô Hạnh. Thì để cổ trực tiếp trả lời đi chứ. Em vô pha cho chị bình trà nóng đi. Rồi một chút cô muốn uống gì cô sẽ tự kêu. Dạ. Cho tôi xin một tách trà nóng và một tách cacao nóng. Dạ cô đợi con chút. Cô nấu ăn cũng ngon lắm. Dạ con chỉ biết nấu những món ăn hàng ngày thôi. Con trai của tôi chắc là hay tới đây ăn cơm trưa lắm phải không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Tại ở đây có cơm trưa gian phòng. Vậy sao? Nó chỉ có tới đây để ăn cơm trưa gian phòng thôi hả? Song thân của cô Hạnh còn đầy đủ không? Dạ, ba má con mất từ lúc con còn nhỏ. Rồi ai nuôi cô lớn vậy? Dạ, con ở với ngoại. Ngoại cô đang ở dưới quê. Mà quê cô ở đâu vậy? Quê con ở biển miền Trung. Mà ngoại con cũng mất lâu rồi. Vậy thì ai dạy cô nấu nướng? Dạ, con biết nấu ăn từ nhỏ. Với lại trước khi mở quán thì con có đi học một lớp dạy nấu ăn. Năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Mà thôi. Có khi tôi hỏi mà cô cũng không cần trả lời đâu. Vì có những câu hỏi thiếu tế nhị, mà cũng có câu trả lời tôi không có muốn nghe. Con mời cô uống nước. Để chị. Trời ơi. Chị. Trời ơi. Chị Hạnh, có sao không chị? Làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Chị có sao không? Bụng muốn tôi chết hả? Xin lỗi cô. Dạ con xin lỗi. Đưa tay con. Trời ơi, chị ơi, cái tay chị bị phỏng rồi nè. Em, đi vô pha cho anh một ly trà nóng, một ly cacao khác. Dạ. Nhanh lên. Con xin lỗi cô. Chị Hạnh, cái tay chị bị phỏng rồi kìa. Bây giờ cần đi mua thêm thuốc bôi không? Chị không sao đâu. Cô còn ngồi ngoài, chưa chịu về nữa. Có phục vụ tốt cho cô không? Chị yên tâm đi. Cái này là khách VIP của chị mà. Ai mà dám phục vụ không đàng hoàng. Để chị ra xin lỗi. À, chị, nè. Bây giờ chị ngồi đây chị lo cái tay giùm em cái đi. Cô ngồi ở ngoài để cho cô ngồi mình. Liên quan gì đâu mà xin lỗi. Em thấy cái tay chị bị như vậy á, mà cô cũng vẫn dưng à. Không hỏi thăm tiếng nào hết á. Cổ là người lớn mà. Chị Hạnh, sao tự nhiên chị khóc vậy? Tại chị đau quá hả? Bây giờ có chuyện gì nói em nghe đi. Chị không sao đâu. Tại hồi nãy chị làm đổ cái ly kích chị hết hồn. Mà em thấy chị xui thiệt luôn á. Gặp hết chuyện này tới chuyện khác. Đời là vậy mà em. Đâu có bao giờ nó như ý của mình đâu. Không ấy. Hay là chị gọi điện cho anh Cương, nói với anh ta mẹ anh ta đang ở quán của mình. Nào giờ không bao giờ chị gọi cho anh hết á. Trời đất ơi, chị làm như vậy rồi mai mốt có chuyện cần chị biết chị gọi cho ai. Thôi em đi lo công việc đi, đừng có ở đây mà hỏi lung tung. Em biết rồi, giờ chị cũng hết. Coi lên phòng nghỉ ngơi giùm em cái đi. Mà bây giờ để em coi nha.
Từ lúc bây giờ cho tới lúc bà về á, có vô hỏi thăm chị được tiếng nào không? Thôi mà,